Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Wow, cấm đi thẳng, cấm rẽ trái. Xe ba bánh nha bà con. Xin thưa bà con và bác, hôm nay là ngày 17 tháng 4, 2024, bây giờ là 7 rưỡi sáng. Cái kênh của ba Michael đã đạt được gần tới 90.000 người đăng ký rồi bà con. Ba Michael trước mắt là xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì nó sắp sửa nó đạt gần cái nút bạc rồi. Hiện tại thì các cô chú anh chị và các bạn nào đang xem kênh của ba Michael mà chưa có bấm nút đăng ký thì mọi người hãy nhanh tay bấm nút đăng ký subscribe kênh. Trên TV bây giờ YouTube nó cũng hỗ trợ, cách đăng ký cũng đơn giản lắm mà con. Trên điện thoại thì càng lẹ nữa. Thì ba Michael mong các cô chú anh chị và các bạn mọi người ủng hộ cho ba Michael một lượt đăng ký để ba Michael nhanh chóng có được cái nút bạc đem về chân nhà cho vui. Ba Michael xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì Sài Gòn ngày hôm nay tin tức ngày 17 tháng 4 á, xin thưa bà con bác, nóng hổi luôn. Nó nóng từ bên trong nó ra tới bên ngoài luôn bà con. Nóng toàn diện luôn chứ không phải bóng. Nó nóng từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng luôn, nghĩa gì nó cũng nóng. Giống như là trời hôm nay nè, là hiện tại bây giờ đang nhiệt độ bên ngoài là 31 độ C nè bà con. Ngày hôm nay là ba Michael nấy thấy nóng hơn ngày hôm qua luôn. Và ba Michael đang có cảm giác nó giống như là 37, 38 độ vậy bà con, chứ không phải là 30, 31 nữa. Thì bà con bác biết mà, nóng lắm. Cảm giác giống như bây giờ là giống như tính ra so ra độ F á, ba Michael đang có cảm giác giống như là 90 độ F á. Là bà con bác có thể tự tưởng tượng vậy ha. Còn độ C là khoảng 37 độ á. Mà mới có 7 giờ mấy rồi đó. Đến tầm buổi trưa là nắng nó còn gắt cửa nào nữa. Rồi ngày hôm qua ba Michael nghe dự báo thời tiết á, của đài khí tượng thủy văn á, nghe nói là ngày hôm nay Sài Gòn mình là có mưa luôn nè bà con, ngày hôm nay luôn nè. Nghe nói là chiều và tối nay á, là 60%, tỷ lệ 60% là ở Sài Gòn mình sẽ có mưa. Và bên cơ quan đài khí tượng thủy văn á, là người ta còn đề nghị là bà con cẩn thận, tại vì mưa trong thời kỳ nắng gay gắt này là sẽ có dông và lốc sét. Tự nhiên ba Michael nhớ là cái lời mà cái ông thần cầu hô mưa gọi gió ghê ấy bà con. Ông nói rằng nếu mà ngày hôm 15 á, mà ổng ngày hôm qua mà ổng tới mà thành phố mình mà cho đồng ý á, là cái là ngày hôm nay là ổng cầu nguyện cái là chiều nay ổng có mưa là cực kỳ luôn, là ổng là nổi tiếng cực kỳ luôn á. Nhưng mà hôm nay là đài khí tượng thủy văn là coi như là thông báo là chiều và tối nay có mưa theo cái giải áp thấp nhiệt đới là cái gì đó. Nói chung là cái đó là về bên khí tượng người ta có khoa học người ta giải thích. Có nhiều người á bà con, ba Michael thấy có nhiều người á, họ chắc là họ có một cái gì đó, nói chung là họ biết trước được á. Họ có biết trước được cái họ đi trước mình, nhiều khi mình không biết nhưng mà họ biết trước được. Mà nếu mà họ, nói chung mình giờ nói ra đụng chạm ha, rồi không nói. Ở Việt Nam mình bị nhiều thứ lắm, có những cái nhiều người rất là giỏi, họ có thể họ có cơ hội họ đi ra nước ngoài bà con. Sau đó cái họ thấy cái gì hay đó, sau đó họ đem về Việt Nam cái. Thay vì nếu mà ở nước ngoài họ sẽ gọi là gì, bản quyền phải không? Giữ cái bản quyền, nên Việt Nam cái họ biến tấu họ xào xào lại, họ nói đó là của họ. Nhiều lắm mà con. Cho nên ba Michael thấy cái gì ở Việt Nam thì của họ, nhưng mà nếu mà sau này bây giờ thời buổi mạng nè, công nghệ thông tin nó truyền bá rộng rãi nè bà con, đưa lên cái, đưa ra thế giới một cái là trời ơi, cái này là lấy của người này, lấy của người này, lấy của người này, nhiều lắm. Làm YouTube cũng vậy bà con. Ở Việt Nam mình á, trời xin thưa bà con cô bác, có nhiều cái kênh mình thấy trời ơi, họ sao họ có ý tưởng họ hay ghê ta, trời ơi YouTube của ba Michael thấy vậy nhất, cho nên sau này YouTube nó đánh bản quyền ghê lắm.
ủa ông này ông A ông B ông C gì đó, ủa sao ông hay quá, ở cho người dân trong nước mình trội công những thằng này nó giỏi quá, thằng này nó hay quá. Nhưng mà khi mà đưa tung lên trên mạng sau này YouTube mà đánh bắt bản quyền cái là mới phát hiện ra ồ cũng là nhái lại đạo lại ý tưởng của kênh này kênh nọ kênh kia của những cái kênh nổi tiếng à. Rồi thêm một cái tin chấn động thứ hai nữa xin thưa bà con cô bác à, đó là bà mày còn thấy báo chí đăng tin hàng loạt tiệm vàng gọi như là đồng loạt đóng cửa bà con à, rất nhiều tiệm vàng bắt đầu đóng cửa trong cái đợt mà bây giờ nhà nước đang thanh kiểm tra các tiệm vàng rồi không? Thì thế là họ chọn cái giải pháp là coi như họ đóng cửa bà con. Ghê gớm không? Nghe nói ba mươi hầu thấy báo chí cũng đăng là hàng loạt nhiều cái tiệm vàng ở ở chợ Thiết nè, rồi ở chợ Bến Thành nè, rồi ở chợ Tân Định nè bà con. Đó, rất nhiều tiệm vàng bắt đầu là chọn giải pháp là đóng cửa để người ta gọi là tránh bão, cái thuật ngữ tránh bão á bà con. YouTube này cũng vậy đó, là do lý do là sao bà con bác biết không? À, những người làm kênh YouTube đó, thứ nhất làm na ná nhau là một, thứ hai nữa là lấy ý tưởng của nhau, thứ ba nữa là sao y bản chánh luôn cái chỗ người ta về mình làm kênh phát triển kênh à, gọi là re-up á thì những cái người làm YouTube như vậy bà con thấy họ sẽ có biết được cái thời điểm nào mà YouTube nó quét, cho nên nó những cái thời điểm đó bắt đầu cái họ làm cái gì bà con biết không, họ đóng kênh à, họ đóng kênh người ta gọi là thuật ngữ là tránh bão á, tránh qua cái đợt quét nó đi rồi sau đó cái mở kênh ra làm lại nhiều lắm. Mà ba mày còn thấy các cô chú anh chị và các bạn cũng thiên vậy đó. Bên tay phải này là chợ này, chợ Bình Tây này, để mình đi dạo vòng chợ Bình Tây. Các cô chú bác thiên vậy lắm, có nhiều cái kênh nó làm về Sài Gòn á, chỉ cầm cái máy á đi li vậy thôi, rồi sau đó họ về họ lồng tiếng vô rồi họ giật view lên vậy, mà các cô bác vô các bác kèm quá trời xem luôn, mấy chục ngàn view, cả trăm ngàn view, trong khi các những cái YouTuber ba mươi gò thấy á, họ đi họ bỏ công bỏ sức ra họ làm rồi họ chia sẻ vậy mà các cô bác không thèm coi, rồi trong khi á, những cái người họ chỉ cần ngồi ở nhà thôi, họ đi họ quay, hoặc là họ đi họ quay họ cắm máy thôi, đâu có nói chuyện gì nhiều đâu, đó, họ cắm cái máy dựng quay thôi, xong về bắt đầu cái họ đọc tin họ đọc họ ghi âm rồi đọc lại gì mà các bác xem quá trời, vô ủng hộ quá trời. Hai con đường này là bến Nguyễn Văn Thành. Con đường này giờ nó xấu quá trời ơi, trên con đường nó xấu quá, đến mùa mưa kiểu này nữa là nó kiểu này là nó xói mòn nữa nè, mai mốt là nơi đây thành ổ gà ổ voi rồi nước động dũng nhưng mà coi. À, chúng ta đang đi hồi đó đây là bến Nguyễn Văn Thành, giờ là con đường này đường Phan Văn Khỏe. Mình mới đi ngang qua cái tiệm bánh mì phá lấu rồi con, chắc người đó là người Tiều á, người Tiều có một cái món gọi là món phá lấu ăn làm ngon lắm nha bà con, không cộng đồng người Hoa không ai làm phá lấu ngon bằng người Tiều. Rồi giờ ba mươi rồi sẽ chở bà con bác đi dạo vòng vô mấy cái khu mà bán vàng ha, để cho bà con bác xem à, xem coi ngày hôm qua mình đi chợ Thiết rồi phải không, có một tiệm vàng nó đóng rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp cái khu tiệm vàng nào ta, à cái khu chợ Hòa Bình đi, khu chợ Hòa Bình biết đi chưa ta, và sau đó ba mươi gò lên Tân Định ha, đó mấy địa điểm mà ba mươi gò thấy báo chí mà họ đăng ở nơi đó là cái tiệm vàng bán nhiều lắm à, nhưng mà bị đóng cửa hàng loạt luôn, không ai bắt họ đóng cửa cả, mà họ đóng cửa mà vấn đề mà họ đóng cửa vậy là gây khó cho cái đoàn kiểm tra lắm nha bà con.
Đó, giống như là làm YouTube mà đi rửa của người khác á, đi ăn cắp bản quyền của người khác á, cái đến cái lật bảo bắt đầu họ đi đóng kênh. Cho nên qua cái đợt quét đó, cái xong cái họ mở ra họ là đây là cái thuật ngữ tránh bảo mà dân YouTube thường hay xài lắm. Rồi, quẹo qua đây. Con đường này đường thấp 10 nè. Tháp 10 này á, là được đặt hay lấy hay cái tên là Đồng Tháp 10 đó bà con, nhưng mà sao ba mươi còn không biết sao lại bỏ chữ đồng còn là chữ tháp 10 à. Chứ mình thường hay gọi là Đồng Tháp 10 á. Còn con đường này đường Ngô Nhân Tịnh nè, đường Ngô Nhân Tịnh nè xưa là Bali Cao. Và ở đây phải này có cái đập Bali Cao bà con, có cái cầu Bali Cao luôn. Con đường này đường Hải Thượng Lắng Ông nè. Con đường này là hồi xưa nó là mang trước năm 75 nó có một cái con tên, một tên một con đường khác nè mà ba mẹ còn quên tên đó rồi. Bên đây là công viên Thăng Long, Rồng Bay á. Công viên Thăng Long này là của một cái hội sư tử quốc tế mà con, chi nhánh Nam Sài Gòn. Rồi qua đây nè, con đường này hồi xưa là đường Khổng Tử. Con đường này hồi xưa nó là dòng sông đó bà. Đến khoảng giữa thập niên 70 á, bắt đầu ở đây là người ta dựng lên một cái bức tượng đài Khổng Tử nè. Tượng đài Khổng Tử, cái khu công viên này là lại do Hội Sư Tử Quốc tế chi nhánh Bắc Sài Gòn đó bà. Chi nhánh Bắc Sài Gòn, ông Liên Tú Dân á, ông làm tặng. Bên kia đó là trường Phước Đức. Trường đó thì được nổi tiếng là năm 1968, nơi đây là bị một cái quả rocket của Mỹ bắn vào và làm tử thương rất nhiều các sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì nơi đó là được đặt làm cái bộ chỉ huy tiền phương. Sở chỉ huy tiền phương chứ không phải bộ, sở chỉ huy tiền phương. Trời, sao đứng giữa đường tập thể dục vậy? Đường Nguyễn An Khương này hồi xưa là Sinh Hòa nè. Trước mặt là đường Phan Đình Phùng. Ông Phan Đình Phùng này là thánh tổ quân cụ nha bà con. Bức tượng này được nhà nước phục dựng lại nè, sơn tiếp sơn mạ đồng lên nè. Giống như một bức tượng đồng vậy bà con. Ở đây người ta còn gọi đó là công trường Phan Đình Phùng. Cái khu trung tâm của chợ lớn hồi xưa nằm ở đây nè. Nguyên cái nhà lồng chợ nằm ở tay phải. Bên tay phải là cầu Trà Và nè. Bên kia là chợ Vật Tư quận 5. Hồi đó ngay đây người ta gọi là khu tiểu đảo nè bà. Khu này khu tiểu đảo. Ngay con đường bên giữa ngay chỗ cái hàng cỏ nè bà con. Hồi xưa là một dãy nhà dài luôn. Thì cái dãy nhà này nó có được từ vào khoảng đầu thập niên năm 70. Trong cái phong trào mà thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đòi nhà đó bà con. Thì thế là họ xây dựng hàng loạt cái căn nhà. Họ dựng lên hàng loạt cái căn nhà để họ ở. Nhưng mà chớ chiêu thay nè bà con. Chớ chiêu lắm, có nhiều cái thứ chớ chiêu lắm. Hồi xưa có nhiều người lợi dụng lắm bà con. Nói chung là mình nói ra thì mình lại có nhiều các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì cũng thiếu nhà hay là sao thì mình không nói, nhưng mà đa phần họ chỉ nó gọi là cái gì mình không có từ đó, ba mẹ còn không biết nên sử dụng cái từ gì cho nó nhẹ bớt. Nhưng mà
họ làm như vậy phải chi họ ở bà con, họ không ở, họ dựng lên xong cái họ đem đi họ bán bà con. Đó, họ dựng họ xây nhà trái phép lên rồi họ bán, rồi cuối cùng họ để cho chính phủ á tự giải quyết đến những cái người đang ở. Mà bà con của bác biết rồi, cái gì mà xây dựng trái phép ở đâu có đúng luật, mà không đúng luật là nhà nước xuống cào nhà thôi, phá bỏ. Rồi những người thiệt hại cuối cùng là ai? Là những người mua lại những cái căn nhà đó đó bà con. Càng ngày ba mươi cầu thấy Sài Gòn nó càng kẹt xe, nó càng đông xe nghiêm trọng nữa nha. Con đường này ba mươi cầu đi mấy năm trời rồi nó cũng đâu có nổi mà nó đông dữ vậy đó bà con, phải không? Thêm một phần nữa xe hơi, xe hơi bây giờ ở Việt Nam bán rẻ quá trời rẻ. Rồi thêm một phần nữa dân số càng ngày càng tăng bà con, chứ nó đâu phải đứng im chỗ đâu. À, người dân càng ngày càng sinh ra nhiều, càng đẻ ra nhiều đó. Cho nên bà con bác thấy không, mỗi người một chiếc xe gắn máy là thế, là đường phố bây giờ đi bắt đầu là cảm thấy ngột ngạt chật chội rồi đó. Bên đây là một dàn xe hơi rồi bà con bác thấy không. May mà ở Việt Nam mình là hạn chế xe hơi rồi đó, đánh thuế rất là cao nha bà con. Chứ ở Việt Nam này mà không đánh thuế cái xe hơi cao là xin thưa bà con bác là ngãn đường hết. Tại vì nếu mà không đánh thuế á, một chiếc xe hơi mà bằng giá trị bằng một chiếc xe hơi bên Mỹ đi, xin thưa bà con bác, ở Việt Nam này là người dân người ta mua xe hơi dữ lắm. Hầu như là ai cũng có thể mua được xe hơi. Nhắc cái vụ vàng mới nhớ, tại sao ba mày còn nói vậy, một số người các cô chú bác ở nước ngoài nó chở dân nghèo một đống rồi biết có bao nhiêu người mua được xe hơi. À, ba mày còn nói vậy là ở Việt Nam này bao nhiêu người mua được xe hơi, xin thưa bà con cô bác thử giá bằng ở bên Mỹ rồi mua một đống luôn á. Hôm nay ba mày còn thấy có một cái tờ báo đăng nè, trời ơi hôm nay tin đất, bởi vì ba mày còn mới nói là hôm nay tin nóng nhiều lắm bà con. Có một cái tờ báo không biết báo nào á, là đăng là bây giờ là cần phải là minh bạch vàng. Hiện tại là vàng ở trong dân rất là nhiều mà chưa có sự kiểm đếm nha bà con. Theo người ta thống kê á, mà bây giờ thống kê cũng không chính thức nữa tại vì làm sao biết được, mà nhắm chừng phỏng đoán á, là ở vàng ở trong dân bây giờ là cầu khoảng 300-400 tấn đó bà con. Ghê không? Đó, cho nên bà con cô bác luôn đừng có nói giá xe hơi mà bây giờ nó đang đánh thuế, mà nghe nói là một chiếc xe ở Việt Nam bằng 3 chiếc xe ở Mỹ á, mà bây giờ xe hơi mà con có thấy quá trời không? Bây giờ mà một chiếc xe Việt Nam mà bằng một chiếc xe của Mỹ là chắc tôi nói thiệt, Sài Gòn này là nghẽn bởi gì xe hơi luôn á.